Chào các bạn nhé, hôm nay Đạt ở trên núi, Đạt về quay lại cái vườn hồng ở nhà nửa năm trên núi nên là mình về mình quay lại này các bạn này. Cây hồng nhà mình đây này, những dây hồng treo gió nó đã được 10 ngày rồi các bạn. Để có những cái hồng như này thì mình đã lựa những cái hồng già cứng vàng ươm trên cây, mình về mình gọt sạch vỏ, tức là cho máy gọt sạch vỏ rồi bớt lại cú. Sau đó mình rửa rồi mình ngâm nước muối khoảng 2 tiếng để cho nó khử cái khuẩn, khử các tế bào nấm bệnh đi. Mình treo lên dây rồi mình xử lý khoảng 2 tiếng, sau đó mình cho vào một cái phòng xử lý nhiệt trong vòng khoảng một đêm, để cho mục đích là để cho cái cuống này này, cái cuống và cái trái hồng này nó liên kết được với nhau, tạo thành một lớp da dẻo dính lại với nhau để khi treo nó không bị rớt. Đó. Thì khi mình treo lên thì nó có, ở đây thì nó có cái nhà kính này này để che nắng này, che mưa, che sương này. Còn xung quanh đây thì là cái màng lưới để tránh côn trùng và các loại vi khuẩn khác nó xâm nhập vào. Thì dưới cái nắng và cái gió thì trái hồng nó được chín từ từ và nó rút nước dần dần, và nó sẽ một trái hồng to và nó đã se khô như thế này. Và trái hồng này thì mình người ta gọi là hồng sữa, hồng một nắng hoặc là hồng tươi cũng được, nhưng mà nhiều gọi hồng tươi thì nhiều người lại lầm tưởng là cái hồng tươi là mới lấy trên cây xuống, nên người ta gọi là hồng kem hay là hồng 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 hồng, hồng sữa đấy các bạn. Đó, khi một trái hồng sữa như này đó, mình hái nó xuống mình bẻ nó ra này các bạn này, cái da của nó này ở ngoài nó khô se nhé, còn bên trong nó mọng nước này, ăn rất là ngon này. Trời ơi, cái da nó rất là dai, Rất là giòn, giòn lắm. bên trong nước nó mọng. Mọng nước kia này này các bạn này. Xẹt một phát lên não luôn. Nó ngọt, nó thơm, nó bùi bùi, nó dai dai, nó giòn giòn. Ăn lên là nghiền, là nghiền chết luôn. Đó bạn này, thấy không, nó lại còn có chim các loài kiểu chim hót đấy chứ, cảm thấy không? Rồi đây là những loại bạn thấy này, hồng rất là đẹp, rất ngon nhé. Bạn nào mà ăn á, đây này các bạn này, đây là một trái như này này các bạn thấy không này, mình sờ này, nụng nụng này, nụng nụng này, da rất là hơi dính dính nó se khô vậy này, mình cắn một cái này. ai à sực 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 giòn ngọt khó tả quá. Đâu đây các bạn đang đóng này, cái hồng á thì nó có rất là nhiều và nhiều cái mẫu, cái kiểu bao bì các bạn. Đây là cái hồng hồng tươi nha, hồng này hồng tươi, hồng sữa hay gọi là hồng kem, được khoảng 10 ngày bạn nào đặt thì mình mới làm cái hồng này các bạn nha. Nó ngon ngang ngửa với hồng Hàn Quốc các bạn nhớ nha, ngon ngang ngửa Hồng Quốc nhưng giá thì lại rất là Việt Nam. Và cái hồng tươi này nếu như bạn nào ăn á thì bạn đã đặt với mình sẽ đặt lấy cho, bây giờ nó gần như cuối mùa rồi, khoảng một hai lứa nữa là chắc hết á. Trước khi các bạn mà không lấy cái hồng tươi như này nữa thì để thêm khoảng 10 đến 15 ngày, tức là khoảng khoảng 22 đến 25 ngày đó, thì nó sẽ ra một cái sản phẩm gọi là hồng treo gió như thế này. Chúng ta sẽ lựa những cái ngon đạt chuẩn đủ mềm dẻo, sau đó chúng ta hút chân không, có thể đóng gói và chúng ta có thể để ngăn lạnh, đá đều được hết. Ngoài ra thì mình cũng đóng những loại mẫu mã kiểu này, bạn nào thích mẫu nào thì mình đóng kiểu đó nhé các bạn, nhưng mà phải nhiều, lấy nhiều nhiều thì mình mới đóng được, chứ mất công đóng nha các bạn. Rồi ngoài cái hồng này ra thì mình còn có cái hồng gọi là hồng hồng ép dẻo, hồng sấy dẻo đấy, hay là hồng lát sấy, hồng chẻ chẻ miếng sấy,
hút chân không, hoặc là cái hồng mà những trái mà nó kiểu xấu xấu bé bé cứng cứng vậy này, tức là khoảng 10 là ngày nữa là nó sẽ xấu và nó màu nó xấu hoặc nó bị cứng, nó không đạt được tiêu chuẩn, nó gọi là hồng nó bị chai á, chai hồng á. Đó, đây này, những trái như này này 10 ngày nữa là dễ bị chai lắm. Thì hồng này mình sẽ chuyển sang là làm hồng tửu, tức là hồng ngâm rượu. Nhất là anh trai, nhất là các bạn mà ngâm vào mà uống thì thôi rồi, nó ngọt và nó có thể uống say lúc bất cứ lúc nào nha. Này các bạn, nhìn này, rất tuyệt, rất ngon, rất giòn. Đây các bạn đang làm này. Đóng gói và gửi đi nha. Gửi đi Sài Gòn.